Podrai, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HB Nguyễn, những loài sống dưới nước. Hôm nay, mình sẽ cho con cá vàng này ăn, cho mọi người xem nha. Em cá vàng này bị làm sao vậy? Tôi trải thức ăn đằng đây mà. Thì không nói dấu gì các bạn, đây chính xác là một em cá vàng, với đôi mắt lúc nào cũng nhìn lên trên. Nên những viên thức ăn dưới đáy như thế, em ấy làm sao mà có thể nhìn thấy được? Nói cho ai chưa biết luôn, thì đây là một loài cá có tên là cá hướng thiên, hay còn được gọi là cá vàng ngưỡng thiên, vì chúng luôn có đôi mắt chỉ biết nhìn trời. Một số người còn biết đến nó với tên gọi là Demerangchu. Chúng có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và Triều Tiên. Các bạn nhìn nó thử xem tôi rải thức ăn bên đây, mà nó kiếm ở đâu không luôn thấy tội chưa? Con này khác với mấy loài cá mắt loài thông thường nha mọi người, vì mấy con mắt loài kia có vây lưng và tròng mắt cũng không nhìn lên trên như thế. Tuổi thọ của loài cá này có thể đạt tới 10 đến 15 năm, và chiều dài cơ thể chúng cũng khoảng 5 đến 6cm. Chúng cũng có nhiều màu sắc, nhưng màu chủ đạo là màu vàng. Nói chuyện sớm giờ cả buổi, mà nó mới tìm được mấy hộp thức ăn để ăn thôi á mọi người. Tôi cũng sợ nó thiệt chứ, các bạn nhìn nó cắm đầu ăn có thấy cưng không chứ? Cái đèn led của tôi cũng giống như con mắt của bảo vậy. Giờ thì để tôi quay cận mặt của nó cho mọi người xem nè. Nhìn hai con mắt của bả mà tôi hết muốn đeo kính luôn á trời. Không biết nó có hiểu tôi nói gì không, mà lúc nào nó cũng nhìn tôi trầm trầm vậy hết á mọi người. Giờ thì để tôi hốt bả lên cho các bạn xem cái mặt của bả khi nằm trên tay tôi đây này. Nhìn mà thấy ghét ghê luôn ấy. Thấy vậy thôi á chứ tôi thương còn không hết mà. Loài này mong manh dễ vỡ lắm nha mọi người. Các bạn có nựng cũng nựng nhẹ nhẹ thôi, kẻo em nhìn xuống đất thì tội lắm. Con cá hình như nó đang muốn nói với tôi, sao mày không thả tao ra mà cứ nựng tao hoài vậy. Trước khi kết thúc video này, tôi sẽ chụp cho bả vài bo hình làm kỷ niệm nha mọi người. Video các bạn đang xem được làm bởi HB Nguyễn và phát trên kênh YouTube HB Nguyễn, những loài sống dưới nước. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like, share để ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.